Chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Vinh Lê. Theo yêu cầu của rất nhiều người trên comment trên YouTube nói về Vinh Lê chia sẻ một cách tỉ mỉ cái món bánh cuốn. Thực ra cái món này nó rất là ngon và bản thân mình cũng rất là thích. Thì theo yêu cầu của các bạn, Vinh Lê hôm nay sẽ làm một cái clip chỉ chia sẻ về cái cách thức tỉ mỉ về Vinh Lê pha bột như thế nào để cho cái bánh nó mỏng, dẻo, mềm và ngon, đồng thời là cái cách Vinh Lê tráng như thế nào. Mọi người cùng vào bếp với Vinh Lê nhé. Cái đầu tiên Vinh Lê giới thiệu đó là cái cách pha bột sao để cho nó chuẩn và ngon. Thì thường thì ở bên này hoặc là mình dùng cái bột bánh cuốn đã có sẵn như thế này rồi, bột Vĩnh Thuận hoặc là nó có rất nhiều cái tên hãng khác nhau. Nhưng mà thường Vinh Lê dùng cái hãng bột Vĩnh Thuận như này là một gói bột bánh cuốn là nó là 400g. Cách thức Vinh Lê pha bột. 1 cân bột thì của Vinh Lê sẽ là 700g bột bánh cuốn, 700g bột bánh cuốn và 300 bột gạo. Hiện tại bây giờ là Vinh Lê dùng cái bột gạo của Thái Lan, còn bột gạo Việt cũng được, bột gạo nào cũng được. Cái cách thức này là Vinh Lê đã làm chuẩn luôn, sẽ pha công thức như này để khi mình tráng cái bánh cuốn lên không khác gì là mình dùng bằng bột tươi, bằng bột gạo của ngày xưa, thường là mình ngâm gạo xay đúng không. Nhưng mà Vinh Lê đã làm rất nhiều lần rồi và cái chốt hạ lại của Vinh Lê, cái cách để làm cái bánh cuốn ngon giống như bột tươi, 700g bột bánh cuốn và 300g bột gạo mình pha vào với nhau và kèm theo 2 lít nước. Khi mình cho bột hai loại bột này vào cùng một cái nồi, mình sẽ cho 2 lít nước mình cho vào pha cùng với bột. Cả nhà nhớ là mình pha chỉ 1.8 thôi nhé, 1.8 rồi mình cho vào nước, mình sẽ ngâm bột qua đêm một ngày. Ví dụ ngày hôm sau mình tráng thì chiều tối hôm nay mình cho bột pha vào với lại cái như này. Đây là Vinh Lê đã pha sẵn để, bởi vì hôm nay nhân tiện Vinh Lê cũng làm bánh cuốn ăn luôn thì cho gia đình, thì mình đã pha bột sẵn như này rồi. Thì mình chỉ nói là cái công đoạn là như thế thôi, cho bột pha qua đêm để ngày hôm sau 1 cân bột, 700g bột bánh cuốn, 300g bột gạo pha cùng với nhau với 2 lít nước, nhưng mà mình chỉ pha 1.8 nước trước nhé cả nhà nhé, để qua đêm. Bởi vì lý do tại sao mình muốn để như thế, bởi vì nhiều khi cái bột, mỗi một loại bột nó khác nhau. Của cái bột này Vinh Lê thì pha đúng 2 lít nước, nhưng mà có những trường hợp cái bột khác thì mình cứ để sơ cua ra trước đã, nhớ nó đặc thì mình cho vào thêm. Trường hợp mà mình pha 1.8 thôi mà nó vừa rồi thì mình không cho 200 cái ml nước còn lại nữa, thì là để căn cho bột nó chuẩn làm sao khi mình tráng, bởi vì mỗi loại bột nó khác nhau. Mình ngâm qua đêm, ngày hôm sau khi trước khi tráng mình sẽ chắc hết cái nước vàng ở trên cái bột này ra, mình đổ ra bao nhiêu mình cho vào lại bấy nhiêu. Đó là cái quy trình nó đúng như cái 2 lít nước mình đã pha công thức bột. Mình khuấy đều bột đi là mình sẽ cho vào tráng. Đó là cái công thức Vinh Lê chia sẻ là cách thức pha bột. Cái lý do mình muốn chắc cái nước đó, bởi vì là cái bột bánh cuốn nó đã có cái pha chế bằng hạt the hoặc là những cái bột vào để cho bánh nó dẻo dai rồi, thì mình sẽ chắc đi để cho cái bánh nó thơm, nó không có cái mùi vị của một cái bột chua chua hoặc là bột hạt the. Đấy là Vinh Lê làm nhiều rồi, Vinh Lê kinh nghiệm thôi. Chính vì như thế là cái lý do mình cần phải chắc nước ấy đi và mình cho bột, cho nước khác vào thì là nó, bánh nó sẽ trắng, dẻo, mềm và dai. Đấy là cái cách thức Vinh Lê chia sẻ, cái cách thức là pha bột. Và bây giờ mọi người vào bếp cùng Vinh Lê, cái cách tráng Vinh Lê sẽ giới thiệu qua với mọi người nữa nhé. Để chuẩn bị cho cái nhân làm bánh cuốn thì thường mọi người cũng biết rồi đó, cái nhân bánh cuốn thì gần như làm giống nhau thôi, thì Vinh Lê cũng chỉ chia sẻ những cách thức thôi. Cái thịt băm hoặc thịt xay mình sẽ xào với lại mộc nhĩ, cho tiêu bắp và nước mắm, phi hành.
Thì cái món này thì gần như là mọi người làm giống nhau thôi, Vinh Lê chỉ chia sẻ qua thôi. Đặc biệt có cái món tôm, nhân tôm này nữa, là hôm nay Vinh Lê làm cả, giới thiệu cả mọi người là cái nhân tôm. Tôm mình mua về mình bóc vỏ mà mình băm nhỏ ra như này, mình xào nhỏ lên, xào cho nó săn lại thịt. Và mình cho một chút bột lêm, bột ngọt và một chút nước mắm vào để cho nó có cái độ thơm và độ đầm. Đó là cái nhân tôm Vinh Lê chia sẻ hôm nay, là cái bánh nhân tôm và bánh nhân thịt. À, đồng thời nếu mà những người mà ăn chay thì Vinh Lê cũng chiên qua hành này luôn như thế này rồi. Mình sẽ chiên hành lên để lấy cái hành khô và cái dầu chiên này để mình phết lên bánh thì nó có cái độ rất là thơm và bánh nó sẽ trơn. Hành thơm. Chiên hành này thì mình chỉ cần mình thái làm sao cái hành nó thật đều nát, thì khi mình chiên thì nó sẽ đồng đều. Còn nếu mà mình thái nát dày nát mỏng thì khi chiên thì nó sẽ được cái mỏng nó cháy, thì cái nát dày nó lại vẫn chưa được vàng. Đó là cái bước mà Vinh Lê chia sẻ cái nhân để làm cho cái bánh cuốn. Cái clip trước thì Vinh Lê chia sẻ làm bánh cuốn của Hải Phòng, hôm nay là mình làm bằng cái bánh nhân thịt, nhân tôm để ăn với lại cái nước chấm phổ thông cho mọi vùng miền, gần như là ai cũng dùng cái nước chấm mà bằng pha chua chua ngọt ngọt, cà rốt với lại đu đủ xanh hoặc là su hào và thái hết. Thì bây giờ là cái cách thức để Vinh Lê giới thiệu qua cho mọi người về trước khi để vào làm cái lồi hơi. Thì thường cái lồi hơi mình có cái lồi hơi nó như thế này. Để mà cái bánh cuốn ngon dốc thì Vinh Lê sẽ bảo mọi người cái cách thức khi mình cho nước vào cái lồi không được đầy quá và không được ít quá, nó chỉ tầm vừa lửa cái lồi như thế này. Bất cứ những cái lồi mình dùng để tráng bánh cuốn nó cao khoảng 30 đến 35 cm thì mình sẽ cho nước vào một lửa. Nếu mà mình tráng nhiều thì sau vài đĩa tráng rồi mình phải thêm nước vào. Nếu mà mình cho đầy nước quá thì nó sẽ bị ướt cái khuôn, bánh không thể nào mà dốc mà dẻo được. Còn nếu mà mình cho ít nước quá thì nó lại khô bánh, thì khi mình lấy ra nó dính hết vào cái khuôn. Đó là hai cái lý do để mà nhiều khi mọi người không để ý ra thì cứ bảo làm sao bánh nó không dốc. Có thể là mình pha bột chuẩn rồi, nhưng mà khi mà mình tráng nước ít quá hoặc nước nhiều quá nó sẽ bị hỏng bánh, không lấy được bánh và không dốc bánh và bị dính vào cái khuôn. Đấy là mình nghe cái chia sẻ bước đầu để cho vào cái tráng một cái bánh mà nó dốc mà nó mỏng. Và cái thứ hai nữa là bếp của mình là lửa phải to một chút. Nhiều khi là cái bếp cũng là rất quan trọng. Nếu mà mình bếp nhỏ lửa không đủ cái độ hơi nó lên thì cũng bánh nó cũng không dốc được, cũng không ngon. Cái khuôn này mình cố làm sao mà mình buộc cho nó thật căng. Nếu mà khi để mình gọt bánh mà nó vẫn còn căng mặt như thế này thì là chuẩn. Nếu mà nó trũng quá thì là cái bánh khi mình đổ bột lên nó sẽ bị chỗ dày chỗ mỏng. Đấy là cái cách thức Vinh Lê chia sẻ bước đầu để cho cái lồi hơi, tráng lồi hơi. Nếu mà bạn nào nhà không có cái lồi như thế này, nếu mà nhà bạn nào không có cái lồi hơi như thế này thì có thể dùng bằng cái lồi thường như thế này. Dùng miếng vải polyen trắng sạch, mới sạch, và mình sẽ bọc kín qua cái vành nồi như thế này và dùng dây chun hoặc là dây lịt, những cái loại dây mà nó dày nó chắc, mình buộc chắc nó lại, buộc thật chắc lại để cho căng cái mặt. Và mình sẽ đục một cái lỗ nó rơi vào bằng một ngón tay ở trên cái mặt khuôn để cho khi cái hơi nó phát được ra. Bởi vì nếu mà mình bịt kín mà mình không đục lỗ thì nó bí, nó sẽ căng nên là tráng không được bánh, thì bắt buộc mình phải đục một cái lỗ bằng ngón tay. Nếu mà lửa to thì có thể đục hai bên mà hai cái lỗ nhỏ đủ để cho cái độ hơi nó thoát ra. Đấy là cái ngày xưa Vinh Lê tráng chưa có lồi hơi bằng sẵn như khuôn như này, thì Vinh Lê toàn dùng bằng cái vải trắng bịt quấn như này, dùng bằng cái dây chun hoặc những cái dây mà nó có độ co giãn. Nếu mà mình buộc bằng dây sắt hoặc là dây dướng, dây gì đó thì là hoàn toàn không được, cái mặt vải nó không căng. Đấy là cái cách Vinh Lê chia sẻ cho mọi người làm tráng bánh cuốn khi không có cái lồi hơi sẵn như này. Mình có thể dùng bằng bất cứ một cái lồi nào, nhưng mà cái chiều cao cái lồi
ít nhất là phải là 30 đến 35 cm chiều cao. Mình cao một chút thì hơi nó sẽ nhiều và cái lửa nó không bị nóng để nó cháy cái khuôn. Đó là cái chia sẻ. Bây giờ đợi cho nước sôi lên thì mọi người cùng xem mình nên tráng bánh, cách thức tráng bánh và lấy bánh. Nhà ơi, lấy bánh cùng Vinh Lê nhá. Đây là cái bánh thứ ba đầu. Rất dẻo, mỏng, trắng. Vinh Lê sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách để mình đưa bột vào cái nồi khuôn nó như thế nào và lấy bánh như thế nào để cho cái bánh nó đều. Chẳng hạn như thế này, mình lấy một cái muôi bột như này thôi nhé, mình nên quay chậm cho mọi người lấy như thế này thôi. Và khi mình mở lên như thế này, đặt vào chính giữa, để xuống như này và ngoáy đúng làm sao là 4 vòng thôi. Đó là cái bánh nó phải đều trên cái mặt khuôn, nó không được chỗ dày chỗ mỏng. Là đấy, mọi người cố để lấy bằng cái cách đó thì cái bánh nó sẽ ra, nó sẽ đều và nó ngon, nó rất là mỏng đều và nó đẹp. Mọi người nhìn thấy không? Bánh nó rất là không khác gì bột tươi luôn, bởi vì Vinh Lê đã pha chế bột này rất là nhiều các kiểu rồi. Để đúc kết lại là cái này là chuẩn nhất, bánh lấy thoải mái không vỡ. Mọi người nhá, nhìn này, cái muôi bột như này đặt vào chỉ xoay làm sao đúng 4 nhát là xong. Úp vào và mình trong khi úp vung thì mình sẽ phải nhanh tay cái nhân này. Đó thì nó bánh nó sẽ rất là mỏng và ngon. Xoa một chút dầu này vào để cho nó dập lên cái bánh và lấy tiếp cái này luôn, bởi vì khi lửa nó to thì nó rất là nhanh. Mình tráng bánh thì mình cần được cái tay mình nhanh tay một chút thì nó đều và nó đẹp hơn. Nếu mà mình tráng bằng hai cái nồi, mình có thể mình tráng được 4 cái nồi này một lúc. Bởi vì khi lửa to thì là cái lượng bánh nó chín rất là nhanh đó. Mình chỉ cần mình gần như thế này là xong. Vinh Lê dùng bằng con dao chứ không bằng cái que tre. Đó. Khi mình lấy bánh ra, cả nhà để ý nhá, là cái vung lồi mình phải úp lại cái lồi luôn chứ mình đừng để mở. Chẳng hạn như thế này, khi mình lấy bánh là mình phải úp cái vung lại luôn, xong rồi mình cho bánh ra ngoài cho nó đỡ mất cái hơi. Xong rồi mình sẽ cho bột tiếp lên rồi mình mới cho nhân vào bánh. Đó, như thế này thôi. Nếu mà mình mở vung ra, mình để quá trình mình đưa cái bánh ra ngoài này xong mình đậy vào thì nó bị mất hết cả một cái khoảng hơi của cái nồi bánh. Rất là nhanh và dẻo. Cái cách thức của Vinh Lê pha như thế này chuẩn luôn, đảm bảo nó giống như là cái bột tươi gạo mình xay bằng cái cối đá của ngày xưa, cộng với lại cái khi mình cho bột lên nó đều tay, nó dẻo, nó mỏng được cái bánh khi mình lấy ra. Mọi người thấy không? Bánh mình này tráng thẳng lên, để đến ngày mai ăn vẫn ngon. Dẻo, mềm và mỏng, bởi vì là mình pha rất là nhiều, pha bột gạo vào rất là nhiều. Cái công thức của Vinh Lê làm đây là để cho tất cả mọi người mới tráng bánh, tập tráng bánh hoặc là những người làm tráng bánh qua rồi làm đều được hết. Chứ còn bản thân thực ra mà nói, nếu đọc Vinh Lê tráng thì nó sẽ là bột Vinh Lê sẽ pha là 50-50, 50 bột bánh cuốn, 50 bột gạo là chuẩn nhất. Đó, chỉ cần bằng cái mọi người kiếm cái que con dao nó mỏng như này nhé. Đó, không cần gì phải dùng que tre như của Việt Nam mình ngày xưa.
nhất là cho các cái siêu thị nó bán những cái đồ dùng trong bếp đấy mọi người nhé. À, nó có rất nhiều cái con dao kiểu như thế này để cho người Tây người ta làm bếp đó, mình nên tự nghĩ ra thôi. Bảo tại sao mình lúc mà mình cứ đi tìm cái que tre để còn nó rất là khó, không có thì bảo là cứ tận Việt Nam thì thôi, bây giờ chẳng có gì bằng cái tự mình cứ lần mò như này là nó cũng ra thôi. Bột cho vào rất là nhanh tay và đều là xe cái bánh nó xe rất là chuẩn. Rất đẹp. Dùng cái khăn sạch để lau cái này cho nó nhanh. Đó, đậy bông này. Cho bột vào. Xoay chỉ cần 3 lần xoay đến 4 lần xoay thôi nhé. Tí Kinh Lê sẽ làm cho một cái thật chậm để cho mọi người nhìn cái. Có thể mình làm như này thôi nhưng một khi mình nhìn thì nó rất là nhanh. Rất đơn giản, chỉ trong vài nốt nhạc thôi là có bánh cuốn ăn. Thì đây sẽ cho mọi người nhìn làm chậm nhá. Cách thức mình cho bột như thế nào cả nhà nhìn nhá. Mỗi một lần mình cho bột lên thì mình thường quấy qua cái chậu bột để cho nó đều. Đó, bột đưa lên như thế này, mọi người nhìn này, đặt vào giữa này, 1, 2, 3 xong nhá. Không cần, đừng nên ngoáy nhiều quá, mình càng ngoáy nhiều mà không quen thì nó lại sẽ chỗ dày chỗ mỏng. Đó là cái cách mà Vinh Lê chia sẻ cho mọi người về cái cách mà khi mà mình đặt bột lên để mình cho vào cái nồi tráng sao cho nó nhanh và nó hiệu quả. Cái này để hơi lâu một chút là nó sẽ bị rách ngay. Bánh tráng nhân tôm mình đây cũng làm theo kiểu như thế này thôi. Thay vì cái nhân thịt thì mình cho cả nhân tôm mà mình nhìn nó cũng đẹp, mà nó có người thích ăn tôm, người thích ăn thịt. Biết hết cái công thức rồi thì nó rất là đơn giản. Còn nếu mà mình chưa biết thì thấy nó cũng rất là cầu kỳ, bởi vì là nó rất nhiều cái yếu tố để cho cái bánh nó ngon. Cái bột này là khi mà mỗi một khi mình chờ đợi hay là mình ngơi tay là mình quấy bột này cho nó thật đều. Trong khi đợi bánh. Đảm bảo là Vinh Lê tráng cái công thức bột như này, mọi người an tâm không phải lo về vấn đề lấy bánh khó hay là rách bánh, mà nó vẫn đạt tiêu chuẩn luôn cái bột công thức. Đó. Rất mỏng và dẻo, mọi người nhìn thấy không? Dẻo. Đảm bảo kéo như kẹo cao su luôn. Nếu mà mình tráng bánh chay đấy, mình không cho cái nhân gì, chỉ cho hành khô thôi, thì cái bột mình cho thêm một chút muối tùy theo lượng mình dùng bao nhiêu. À, mình tráng bao nhiêu bột thì mình cho cái muối nó một chút vào để cho nó đầm. Đó, cái tôm này cũng ngon này. Mình lấy bóc lõi tôm và mình băm ra để mình xào lên, cho một chút chút nước mắm. Mình chỉ cần bớt chút thời gian những ngày nghỉ thôi thì gia đình có một cái bữa bánh cuốn mỹ mãn, không cần phải phụ thuộc. Mình vẫn phải nhắc lại là cái vung nồi khi mình lấy bánh ra là mọi người nhớ để ý là đậy vuông này nhé. Nếu mà mình cứ cầm để đi theo cái bánh thì là cái nồi nó hết hơi, nó không có cái độ hơi nóng.
Đó mọi người nhìn thấy Vinh Lê lấy như này là bánh là lúc nào cũng phồng luôn. Cho bánh vào rất là nhanh tay và mình lấy ra thì cái bánh nó rất là chuẩn. Có thể mình chán được 5 nồi một lúc nếu mà mình quen tay rồi. Mọi người thấy không, bánh lấy thoải mái không hề dư rách, bánh vẫn cứ dẻo và mềm mỏng. Khi mình đưa bột lên trên này mình kích mỏng nữa thì mình cho ít bột thôi mà mình ngoáy làm sao được nó mỏng ra thì là cái bánh nó sẽ mỏng. Món này thì món đặc trưng và truyền thống của người Việt mình thì gần như vùng miền nào cũng thích ăn cái bánh cuốn này cả nhà đúng không? Hải Phòng thì như cái clip trước Vinh Lê chia sẻ, có một cái clip Vinh Lê chia sẻ bánh cuốn Hải Phòng thì nó khác biệt một chút bởi vì là cái nhân là làm bằng ăn bằng nước xương linh với lại thịt chả riêng. Đó là cái đặc trưng của miền đất, vùng đất quê Vinh, Hải Phòng. Còn chán như cái kiểu này thì vùng miền nào cũng giống nhau thôi, cũng đều làm cái nhân giống nhau. Ngoài cái công việc làm vườn thì cái sở thích chính của Vinh Lê vẫn là ẩm thực đấy nhé cả nhà nhé. Làm vườn thì trong thời điểm này đang dịch Covid, rảnh rỗi thì mọi người Vinh Lê chia sẻ nhiều clip làm vườn để cho mọi người cũng học tham khảo theo cách của Vinh Lê để trồng sao có hiệu quả, có rau để được ăn thôi. Còn mọi người nhớ đăng ký kênh của Vinh Lê nhé, nhất là những ai có sở thích về nấu ăn giống Vinh Lê. Mình sẽ chia sẻ tất cả các món của Việt Nam mình, thậm chí cả những món về của châu Âu và châu Á. Vinh Lê biết rất nhiều các món ăn, sẽ chia sẻ từng clip lên cho mọi người. Đó, ai có tín đồ cùng ẩm thực cùng Vinh Lê sẽ đăng ký kênh, nhớ chia sẻ cho mọi người biết nữa nhé. Mình sẽ có những cái clip thường xuyên để cho mọi người tham khảo. Sở thích và đam mê của Vinh Lê chính vẫn là nấu ăn từ lúc lớn lên đến bây giờ mấy chục năm nay rồi. Còn làm vườn thì cũng lâu nhưng mà không phải là cái chính, thế nhưng mà Vinh Lê am hiểu và kinh nghiệm trồng rau nhiều năm, biết hết mọi thứ, không khác gì một kỹ sư nông nghiệp. Đấy là nói vui cho cả nhà thế thôi, nhưng mà thực ra mà nói cuộc sống ở nước ngoài là cái khó bó cái khôn, làm cho con người bắt buộc mình phải tự học hỏi hết tất cả mọi thứ, cái gì Vinh Lê cũng tự làm hết. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để theo dõi Vinh Lê sẽ chia sẻ những cái mà còn nhiều cái hay, còn nhiều cái độc phần lạ. Vinh Lê sẽ chỉ cho mọi người cách, nếu mà trường hợp mà mình têm nước vào, khi mà nước nó cạn rồi thì mình như bản thân Vinh Lê thì sẽ biết trước khi mình đổ nước, mình lấy khuôn ra thì mọi người nhớ là lượt qua cái này đi một lượt nhé. Đó, nó có cái bánh nó đọc ở phía dưới của cái khuôn. À, mình lấy được sạch đi thì là cái bánh, cái khuôn nó lại càng róc nước hơn và càng đẹp hơn. Đó, bây giờ mình sẽ cho thêm nước vào. Bởi vì cái lượng nước lúc nào cũng phải lưng trên một lửa của cái nồi. Đó. Như thế này thì bánh lại đảm bảo tráng cứ mỹ mãn thôi. Thế là xong. Cả nhà ơi, bánh cuốn đã xong rồi. Chỉ trong chốc lát thôi. Mất chút thời gian như Vinh Lê tráng thì tại cái ngày hôm nay là tráng khoảng 7 cân ấy. Mà chỉ trong vòng, mình nghĩ chắc chỉ khoảng hơn tiếng thôi. À, bây giờ bánh cuốn đã xong và để mọi người thử cái món bánh cuốn mình tráng theo kiểu của mình như thế này, nó rất là tiện và bánh rất là mềm, nó không khác gì cái bánh mà mình ngày xưa thời bao cấp xay bằng bột, bằng gạo ngâm qua đêm xong để mình xay bằng cái cối đá, mình ngâm
ngâm theo kiểu cách thức như này càng lâu càng tốt, có thể ngâm từ tối ngày hôm nay đến tối ngày hôm sau mình tráng nó càng ngon, mà thậm chí để thêm ngày nữa cũng được. Trước khi để ngày nữa mình cho vào tủ lạnh mát bảo quản thì nó tốt hơn, và cái bánh nó rất là dẻo mềm trắng, người thấy không? Bánh này mình có để ngày mai ngày mốt ăn vẫn cứ được, mình chỉ cần đem nó qua lại thôi, thì là cái này mình nên làm rất là nhiều rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh của Vinh Lê để chia sẻ và xem những cái cách thức mà Vinh Lê làm, không những làm vườn mà làm cả nấu ăn, nấu tất cả các món ăn của Việt Nam mình. Cái bánh nó mỏng, nó có cái độ dai, không phải là dai theo kiểu của hạt the, mà nó dai theo kiểu mình ngâm qua bột qua đêm là nó khác hẳn với cái bột mà mình mà mình ra mình làm luôn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, đăng ký kênh mình lên, và mình sẽ chia sẻ nhiều những cái món ăn ngon để cho mọi người.